Trương Tương Tư đang sửa đổi nhiều kỷ lục cho năm 2023, đưa nền tảng Tencent trở lại với thời kỳ đỉnh cao. Không thể phủ nhận rằng Trương Tương Tư đang là dự án phim Hoa ngữ hot nhất hiện tại, hoặc thậm chí là cả mùa phim hè năm nay. Màn hợp tác đầy thú vị giữa Dương Tử và dàn mỹ nam tuyệt sắc mang đến cho người xem nhiều bất ngờ cũng như choáng ngợp với chất lượng đầu tư về bối cảnh, nội dung lẫn diễn xuất. Vậy Trương Tương Tư đã có thành tích ra sao sau 10 ngày đầu tiên ra trận? Dù lên sóng chỉ mới 10 ngày nhưng Trương Tương Tư đã thiết lập nhiều kỷ lục khủng, mang nền tảng Tencent trở lại với đường đua phim Hoa ngữ sau nhiều cú flop trước đó. Tính đến nay thì Trương Tương Tư đã lập 7 kỷ lục mới cho năm 2023 là phim phá cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất cho năm nay của Tencent. Trương Tương Tư cũng đang có hai con số thống trị toàn nền tảng là chỉ số WeChat và điểm số phim năm 2023 trên Weibo là 8,8 trên 10 điểm. Với lượng khán giả hùng hậu, Trương Tương Tư đã nhanh chóng phá vỡ cột mốc fan vote là 100 triệu chỉ trong chưa đầy một tuần, nhanh nhất trong năm nay. Về phần Dương Tử, tiểu yêu của cô đánh dấu lần đầu tiên một nhân vật phim Tencent đạt mức nhiệt độ 10 triệu từ trước đến nay. Trương Tương Tư cũng được công nhận là bộ phim hot nhất chiếu dịp hè trong vòng 2 năm trở lại đây, vươn lên thống trị và bỏ xa các đối thủ như Trường Phong Độ, Ngọc Cốt Giang. Hiện tại thì hành trình tìm ý trung nhân của Văn Tiểu Lục cũng thống trị toàn nền tảng ở vị trí số 1, từ Billingcat, Data Win đến lượt xem Vân Hợp. Phim không chỉ đứng nhất ở thị trường Hoa ngữ mà còn vươn mình ở nhiều quốc gia như Mỹ, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Mặc dù vậy, thị trường Tương Tư vẫn đang trong hành trình nỗ lực khi chỉ số cao nhất trên DataWin vẫn chỉ đang xếp hạng 3 năm 2023, xếp sau Tam Thể và Trường Nguyệt Tận Minh, còn chỉ số cao nhất của Villingate thì chịu thua mỗi Cùng Phong. Tuy nhiên, trường Tương Tư vẫn đang phát sóng và nhận được tình yêu thương của đông đảo khán giả. Việc có thể vượt qua đối thủ đáng gờm như Cùng Phong, Tam Thể hay Trường Nguyệt Tận Minh để vươn lên dẫn đầu cả năm hoàn toàn khả thi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và chia sẻ những cảm nghĩ của mình cũng như là có những đóng góp cho Top Sao Hoa ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.